Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn cách làm món chả cá rim xí muội, một món ăn cơm thật là đơn giản. Rồi để thực hiện món ăn này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 300g chả cá. Chả cá này thì mình đặt mua của một chị quen, rất là ngon và đảm bảo an toàn. Thì 300g chả cá này người ta cũng đã chiên sẵn cũng như là ướp một chút xíu gia vị ở trong đó rồi. Nhưng mà khi mà mình chế biến lại, mình nấu món ăn thì mình sẽ nêm nếm lại sao cho nó phù hợp với khẩu vị ăn gia đình của mình là được. Rồi ở đây là hai trái cà chua. Cuối cùng sẽ là các gia vị nêm nếm cần thiết khác, đó là đường, hạt nêm, tiêu xay và đặc biệt là phải có tương ớt xí muội ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món chả cá rim xí muội. Đầu tiên thì cà chua các bạn sẽ đi cắt hạt lựu. Rồi đối với chả cá thì các bạn sẽ cắt ra từng miếng vừa ha. Bước tiếp đến, các bạn bắt lên bếp cho mình một cái chảo như thế này, cho vào đây khoảng một muỗng canh dầu ăn. Sau khi dầu đã nóng, các bạn sẽ cho tỏi băm vào mình phi cho nó thơm. Rồi khi tỏi bắt đầu thơm và vàng, các bạn sẽ cho cà chua mình cắt hạt lựu mình cho vào. Để mức lửa trung bình. Rồi đảo được khoảng 3 phút. Bây giờ các bạn sẽ chỉnh về mức lửa nhỏ. Cho vào đây nửa chén nước. Để cho cà chua nó thật sự là nhừ ra luôn ha. Bây giờ thì mình sẽ nêm nếm. Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh đường. Cho vào đây một muỗng canh hạt nêm. Và cho vào đây 3 muỗng canh tương ớt xí muội. Trong cái tương ớt xí muội này thì nó đã có cái vị cay rồi, cho nên là mình không có cho thêm ớt tươi. Trường hợp mà bạn nào mà ăn cay được á thì các bạn có thể là cho thêm ớt nha. Mình sẽ đảo đều lên cho đến khi nào hỗn hợp sốt cà chua này nó hơi sánh lại, cũng như là cà chua nó nát ra thì mình sẽ cho chả cá vào mình rim. Rồi sau khoảng thời gian 8 phút, bây giờ thì cái phần nước sốt cà chua mình thấy nó đã hơi sánh ra như thế này. Bây giờ mình sẽ cho chả cá vào mình rim nha. Vẫn để ở mức lửa nhỏ, mình rim đến khi nào chả cá nó thấm đều sốt cà chua, sốt xí muội thì mình sẽ tắt. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món chả cá rim xí muội ha các bạn. Món này mình ăn với cơm trắng rất là ngon luôn. Cũng như là các bạn có thể là ăn kèm với các loại rau sống như là xà lách nè. Rồi chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công và sẽ có thêm một món ăn thật là ngon như thế này để dành cho mỗi bữa cơm của gia đình của các bạn nha. Rồi nếu như các bạn cảm thấy yêu thích thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món chả cá rim xí muội này nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye!